sếp cũng là con người thôi, sếp cũng có gia đình, sếp cũng lao động, và sếp cũng gánh trên vai trách nhiệm lớn hơn mình. Mình stress một phần thì rất có thể sếp chắc chắn sẽ stress nhiều phần hơn, vì trách nhiệm của người ta lớn hơn. Sức chịu đựng của sếp lớn hơn mình rất nhiều, vì phải chịu đựng như vậy họ mới lên sếp được. Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về xung đột với sếp mới. Có lẽ ở trong cuộc sống thì nhiều khi chúng ta sẽ phải giao tiếp với những người ở vị trí cao hơn chúng ta, không chỉ trong công việc mà có thể cả ở trong học tập và cả ở trong môi trường gia đình nữa. Cho nên xung đột với những người đó là điều chúng ta không thể tránh khỏi vào một thời điểm nào đó ở trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta có tư duy đúng đắn thì có thể cuộc sống của chúng ta sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Ở đây thì thầy chia sẻ tâm sự trải lòng của một bạn trẻ đang học online với thầy. Hy vọng rằng nó có hữu ích đối với ai đó. Bạn có chia sẻ với thầy rằng em đang gặp vấn đề về công việc thầy ạ. Hiện tại em bị điều chuyển sang làm ở một mảng khác mà em không yêu thích và không có hứng thú. Em cũng đã cố gắng thích nghi, nhưng tình hình có vẻ như ngày càng tệ hơn. Ngày nào em cũng phải tăng ca về muộn và luôn cảm thấy ức chế với công việc và với leader trực tiếp của mình. Em với cả sếp của mình ngày nào cũng xảy ra xung đột ở trong công việc. Thế nên em thực sự cảm thấy stress, cảm thấy áp lực và rất là muốn nghỉ việc. Nhưng với tình hình bệnh dịch Covid như hiện tại, có lẽ em vẫn phải tiếp tục làm thêm một thời gian nữa ạ. Công việc gần như chiếm trọn hơn một nửa thời gian trong ngày của em rồi. Em cảm thấy bản thân gần như là không có thời gian cho việc học tập, phát triển bản thân. Em bây giờ không biết là mình nên làm gì nữa ạ. Và đây là câu trả lời của thầy. T à, bạn, tên đầu của bạn bắt đầu bằng chữ T. Thực ra trong cuộc đời này không có điều gì là còn mãi cả, vì cuộc đời là vô thường, tức là cuộc đời luôn luôn thay đổi. Và công việc của mình thì cũng vậy. Thật không dễ dàng gì khi mình phải từ bỏ công việc đã quen thuộc, đầy cảm hứng, để chuyển sang công việc mới mà mình không thích. Và những cái thời điểm như vậy, mình thường sẽ cảm thấy khó chịu, bực bội, áp lực căng thẳng trong một khoảng thời gian nhất định. Nhiều người tức bực để cảm xúc điều khiển, thì hoặc là làm việc không có hiệu quả, hoặc là xin nghỉ việc, để rồi lận đận nhiều tháng mới tìm được công việc mới. Vì lúc đó họ ra quyết định bằng cảm xúc chứ chưa suy xét chuẩn bị cẩn thận. Khi sang công việc mới thì cũng có thể lại giống như công việc cũ. Chúng ta lại gặp phải một công ty mới, lại lạ công ty nên lương còn thấp hơn lúc ban đầu. Có những bạn trẻ đã tâm sự với thầy rằng khi bước ra khỏi môi trường làm việc đó sang một môi trường mới, bạn mới cảm thấy tiếc môi trường cũ của mình. Em cần cân nhắc cẩn thận. Phần lớn mọi người đều có những cái phản ứng như vậy. Phản ứng khó chịu, bực bội, không hiệu quả, hoặc là phản ứng muốn nghỉ việc. Mọi người thường phản ứng như thế khi thấy hoàn cảnh đột ngột thay đổi và đột ngột trở nên không còn dễ chịu, không còn thân thiện như ngày xưa. Thực ra nếu mình nhìn lại cả một quá trình, sau này có lẽ sau đây một khoảng thời gian nữa, khi em đủ bình tâm trở lại, thì em mới nhận ra rằng sự thay đổi công việc này không hoàn toàn là đột ngột, mà nó đã có những dấu hiệu từ trước, chỉ là
tầm nhìn và sự nhạy bén của bản thân mình, của từng người có khác nhau và tính thích nghi của mỗi người khác nhau, nên nhận ra vào những thời điểm khác nhau. Nếu mình nhìn lại thì mình sẽ thấy rằng sự thay đổi ấy là điều bình thường, vì xã hội, thị trường, khách hàng, công ty, lãnh đạo, đồng nghiệp và thậm chí là chính bản thân mình đã và đang thay đổi suốt những thời gian vừa qua. Nếu không phải chuyển sang công việc này thì cũng sẽ là công việc mới khác thôi, cũng sẽ là một sự thay đổi nào đó khác, vì sự thay đổi là tất yếu. Khi bước sang mảng công việc mới, mình chắc chắn là sẽ có những điều bỡ ngỡ, nên mình lại phải khởi nghiệp, lại phải học hỏi, bắt đầu công việc mới lại từ đầu. Nhưng lúc này thì có lẽ là khó khăn hơn hồi mình mới vào làm công ty, vì giờ mình đã có cái tôi rất to, mình có cái bản ngã, mình có tự ái lớn, vì mình cũng đã có đóng góp nhất định ở trong công ty rồi. Đó là vấn đề trở ngại. Thì mình đã có những kinh nghiệm làm việc nhất định. Qua một khoảng thời gian, khi đã có được những vị thế nhất định, thì mình thường có lòng tự tôn cao quá. Mặc dù những kinh nghiệm ấy, những kinh nghiệm và hiểu biết mà mình tích lũy được, có thể nó không còn hữu ích với hoàn cảnh mới. Nó giống hệt như chúng ta là một cao thủ võ lâm, là Quách Tĩnh chẳng hạn, anh hùng xạ điêu, nó dương quá chẳng hạn, bị phế hết võ công thì cũng sẽ chỉ là người vô dụng, người bình thường mà thôi. Tất cả kinh nghiệm của chúng ta thành thạo đó, thế nhưng mà nó chỉ áp dụng được trong hoàn cảnh nào đó mà thôi. Khi hoàn cảnh thay đổi, kinh nghiệm của chúng ta không còn như xưa nữa, nhưng cái tôi của chúng ta thì vẫn lớn như vậy. Điều đó sẽ cản trở cho việc học tập phát triển của bản thân mình. Việc mình không nhận ra được điều đó sẽ khiến cho mình theo bản năng và có xu hướng chống đối với sự thay đổi, gây lực cản cho tổ chức trong quá trình chuyển đổi, chuyển mình. Điều này một cách tự nhiên thì sẽ dẫn tới việc mình bị đào thải, vì khi ấy mình không còn là một thành viên phù hợp với môi trường công việc nữa. Mình đang không còn cùng nhìn về một hướng đối với những đồng đội của mình, đối với sếp và cấp trên của mình, người đóng vai trò là lãnh đạo. Thầy từng chứng kiến nhiều bạn trẻ là khai quốc công thần của doanh nghiệp, nhưng họ không vượt qua được giai đoạn này, giai đoạn thay đổi, để rồi lụi tàn, đầy tiếc nuối. Liệu mình có lụi tàn ở đây không? Hay mình sẽ lao dốc ở đây? Hay đây là một điểm nhún để mình chuẩn bị bật cao hơn ở trong thời gian tới? Tất cả tùy thuộc vào cách mà mình tư duy và hành động. Mình là nhân viên. Việc của nhân viên là làm theo chỉ đạo của sếp để giúp cả bộ máy vận hành hiệu quả, đảm bảo đời sống cho anh em và mang lại giá trị cho cuộc đời. Khi mình thấy một nhân viên, người đó có thể là mình hoặc có thể là một ai đó khác, mà liên tục xung đột với sếp, thì chắc chắn thầy thường rất ít khi khẳng định chắc chắn. Thế nhưng mà ở đây thầy phải khẳng định chắc chắn rằng người nhân viên ấy sớm muộn thì cũng sẽ chia tay một cách chủ động, hoặc là công ty sẽ chủ động cho người ấy nghỉ. Sếp cũng là con người thôi, sếp cũng có gia đình, sếp cũng lao động, và sếp cũng gánh trên vai trách nhiệm lớn hơn mình. Mình stress một phần thì rất có thể sếp chắc chắn sẽ stress nhiều phần hơn, vì trách nhiệm của người ta lớn hơn, sức chịu đựng của sếp lớn hơn mình rất nhiều, vì phải chịu đựng như vậy họ mới lên sếp được, phải chịu đựng được những điều mà người thường không thể chịu nổi thì họ mới có thể lên được cấp cao hơn. Chẳng có ai muốn đi làm mà stress, mà áp lực căng thẳng cả. Chẳng có ai muốn đi làm mà cứ xung đột với nhau như vậy đâu. Em cũng không muốn, sếp cũng không muốn.
Ai cũng muốn thời gian 8 tiếng hoặc 90 tiếng hoặc hơn nữa trong ngày, khoảng thời gian mình làm việc cùng đồng đội, khoảng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại ở trong cuộc đời mình. Ai cũng muốn khoảng thời gian ấy sẽ là một khoảng thời gian chia sẻ, gắn bó và yêu thương giữa đồng đội, đối tác và khách hàng. Dịch COVID lần thứ tư đang diễn biến phức tạp. Cứ đợt dịch sau lại nghiêm trọng hơn đợt dịch trước. Vậy nên chắc chắn công ty còn tồn tại được đến thời điểm này đã là một điều may mắn rồi. Vì nguồn lực của phần lớn các doanh nghiệp đều đã bị rút cạn ở trong giai đoạn vật lộn vừa rồi. Lúc này mình vẫn còn có công việc đã là một may mắn lớn. Có thể sếp cũng không muốn làm công việc của mình. Có thể sếp cũng không muốn phải gây stress như thế đâu. Chỉ là lúc khó khăn này thì mình cần đoàn kết để cùng vượt qua thử thách. Gần đây thì thầy có trao đổi với một lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn giải trí đang vật lộn, nằm không vì dịch ở Đà Nẵng. Thế anh chia sẻ là nghỉ dịch thế này cũng xót xa, nhưng mà cũng là dịp để họ thanh lọc bộ máy, vì chỉ những người tinh hoa nhất mới đi qua được giai đoạn này thôi. Và cứ mỗi lần dịch đến là họ lại ở trong một giai đoạn thanh lọc mới. Thầy chia sẻ như vậy để em có thêm một góc nhìn khách quan về sếp. Khi thấy và hiểu hơn về họ thì trong lòng mình mới khởi sinh được tình thương. Khi mình có khả năng thương người đang gây tổn thương cho mình, là bản lĩnh cảm xúc và trí tuệ của mình sẽ lên được một tầm cao mới, vượt qua được sự chi phối của cảm xúc bản năng thông thường, để mình có thể có suy nghĩ sáng suốt và đúng đắn hơn. Ok, giờ thì thầy nói về việc thích và không thích công việc. Thực ra, nếu em nhìn lại công việc cũ của mình, công việc mà em đã vốn quen và yêu thích ở giai đoạn trước, thì có thể em sẽ thấy rằng ngoài những khía cạnh công việc mà mình thích thì vẫn luôn luôn có những phần công việc mà mình không thích. Cũng giống như cuộc đời luôn luôn có hai mặt, sáng tối, tốt xấu, thích và không thích, dễ chịu và không dễ chịu. Thế mà em đã từng làm xuất sắc công việc đó, em đã từng làm tốt công việc cũ của mình. Thích và không thích giống như hai mặt của một đồng xu, hai mặt của một bàn tay, là ngày và đêm, là một nửa không thể tách rời của nhau được. Người thường theo bản năng không nhìn được quy luật ấy, nên họ chỉ thích những gì dễ chịu, họ chán ghét, họ quay lưng với những gì không dễ chịu. Sự thật là để làm phần việc mà mình thích thì ai cũng làm được. Còn để làm phần việc mà mình không thích thì không phải ai cũng làm được. Chính thái độ của mình với phần việc không dễ chịu mới quyết định mình sẽ tiến xa bao nhiêu ở trong cuộc đời. Người chuyên nghiệp sẽ luôn làm xuất sắc mọi việc, không phụ thuộc vào cảm xúc. Người trách nhiệm thì sẽ sẵn sàng nhận công việc xương sầu nhất, sẵn sàng tiên phong gánh vác những thách thức lớn nhất cho anh em. Khi mình còn stress với công việc, còn mất nhiều thời gian với công việc, thì tức là mình vẫn chưa làm chủ được công việc ấy đâu. Cảm giác ấy sẽ chỉ trôi qua nếu mình nâng tầm của bản thân lên bằng cách thực sự làm chủ được vấn đề, bằng cách thích nghi với môi trường mới. Có lẽ mình cần bình tâm nhìn lại, phân tích các khía cạnh của công việc, cả về chuyên môn, cả về tương tác con người, để thấy rõ bức tranh và từng bước hiện thực các điều chỉnh để cải thiện được tình hình. Mình cứ cẩn mẫn, giống như một nhà khoa học đang nghiên cứu một vấn đề khách quan, rồi thì em sẽ vượt qua được
khi em làm chủ được công việc của mình, tương tác hiệu quả với sếp, với thậm chí người sếp khó tính nhất, và thậm chí người sếp có quan điểm khác biệt với mình, thì thành công sẽ đến. Và vượt qua giai đoạn này, năng lực thích nghi, học tập và phát triển bản thân của em sẽ lên một tầm mới. Sẽ chẳng còn gì làm khó được em cả, dù là công việc mới hay là con người mới. Khi bình ổn với tư duy và công việc như vậy, em mới có được sự bình tâm và sáng suốt để nhìn vào việc học tiếng Anh và dự án học tiếng Anh phát triển của mình. Khi mình vững vàng về tâm lý thì mình mới đủ khỏe về tinh thần để học tập. Có một khoảng thời gian ở trong ngày không bao giờ bị xâm phạm, đó là lúc sáng sớm. Ngay cả sếp, con cái, tất cả mọi người trong gia đình, bố mẹ, không ai làm phiền được mình vào thời gian đó. Em hãy dậy sớm từ 5 giờ hoặc từ 4 giờ 30 thì sẽ có thêm nhiều thời gian để học, để phát triển bản thân. Mà trong cái khoảng thời gian sáng sớm này, thường thì mình sẽ có được, vì mình không bị phân tán tư tưởng nên thường hiệu quả gấp nhiều lần so với thời gian khác ở trong ngày. Khoảng thời gian ấy và thời gian học ngay đầu ngày khi ngủ dậy sẽ cho em nguồn năng lượng mới để hoạt động hiệu quả suốt cả một ngày mới. Việc học nghe của em thì có thể tranh thủ vào khoảng thời gian nghỉ giải lao, nghỉ trưa hoặc lúc di chuyển nếu mà em đi xe bus, hoặc lúc nấu cơm, rửa bát, thể dục hay là vệ sinh cá nhân. Bản thân thầy cũng phải tận dụng từng phút thời gian như vậy để vừa làm việc mà vẫn học tập để thi. Trường hợp cuối cùng cần học chậm, nếu mà lịch của em không cho phép thì em mới có thể nghĩ đến việc comment ở trên học bạ, báo cho thầy biết lịch học của em. Quan điểm của thầy vào lúc em bận rộn nhất, sẽ là lúc em may mắn nhất. Khi ấy chúng ta mới có đủ áp lực để mình thực hiện thay đổi cách học, cách làm việc để trở nên năng suất hơn, hiệu quả hơn. Ta nên tận dụng cái đà này, cái đà đang áp lực từ công việc, từ sếp và đang bận rộn ở trong công việc, để vận dụng nó như một làn gió ngược đẩy mình bay lên như cánh diều. Thầy sẽ chia sẻ thêm một vài link video có liên quan về cách sắp xếp công việc và tối ưu năng suất cho bạn nào quan tâm. Ok, thế thầy dừng ở đây. Thực ra xung đột với sếp ấy, và cách xử lý ở đây, nếu mà các bạn nào từng nghe câu chuyện kể ology của thầy nhiều thì ta thấy nó cũng khá là quen thuộc. Ta trước hoàn cảnh mới, tình huống mới mà thôi. Tạm biệt các em. Thầy Hoàng ở Ology English, chuyên mục chuyện kể ology.